Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, có nhiều người hỏi mình rằng tại sao một cô gái dù chia tay bạn trai rồi nhưng vẫn có thể quan hệ chăn gối với người yêu cũ? Có phải họ còn yêu nhau hay vì lý do gì khác? Đây là một câu hỏi khá hay về tâm lý tình cảm của phụ nữ. Thực tế mình cũng gặp chuyện này rất nhiều và có một cô gái cũng đã từng hỏi mình câu này. Cô ấy bị bạn trai chia tay một cách rất là phũ phàng, thậm chí là có chút tàn nhẫn. Tuy nhiên sau đó, khi người đàn ông này cần, cô ấy vẫn đến và cả hai quan hệ với nhau như khi còn yêu. Đáng nói là cả hai chẳng ràng buộc nhau gì nữa. Các bạn thân mến, từ quen biết và yêu nhau, rồi đến chán ghét lẫn nhau, có hàng trăm lý do và nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc của mối quan hệ. Và cách tái hợp nhau sau khi chia tay cũng khác nhau. Vậy nguyên nhân tại sao người ta vẫn ngủ với bạn trai cũ hoặc bạn gái cũ sau khi chia tay? Xét về tâm lý trong các mối quan hệ thì có 3 yếu tố quan trọng nhất dẫn đến việc này. Thứ nhất là tính bền vững của mối quan hệ, hay còn được gọi là mối quan hệ duy trì. Thứ hai là chủ nghĩa khoái lạc, hay có thể gọi là chủ nghĩa hưởng thụ trong tình yêu. Và cuối cùng là mối quan hệ mâu thuẫn, hay còn được gọi là sự yêu ghét. Các yếu tố này được thể hiện như thế nào trong tâm lý phụ nữ? Ở yếu tố thứ nhất là tính bền vững của mối quan hệ. Phụ nữ khi mới chia tay thường rơi vào trạng thái bị dỗng cảm xúc và nhu cầu cảm xúc tăng lên rất cao. Chẳng hạn, họ vẫn thường xuyên nghĩ về người yêu cũ, khao khát được ở bên cạnh hoặc là quan tâm tới bạn trai cũ. Tất cả cảm xúc này khiến người phụ nữ nếu bị bạn trai từ bỏ sẽ tạo ra trạng thái được gọi là chấn thương sau tình yêu. Phụ nữ sau khi bị chia tay thì chưa hết hy vọng, họ vẫn cho rằng là có thể nối lại tình cảm với người yêu cũ. Và cái sợi dây kết nối duy nhất lúc này họ có thể sử dụng đó là tình dục. Phần lớn đàn ông không từ chối tình dục với người yêu cũ cho dù là họ không còn tình cảm với người ấy nữa. Như vậy, tâm lý đầu tiên của phụ nữ khi lên giường với bạn trai cũ sau khi chia tay là hy vọng có thể xây dựng lại mối quan hệ. Tuy nhiên, đây là một quyết định sai lầm của phụ nữ. Bởi vì người đàn ông lên giường với họ không phải là vì vẫn còn yêu họ, mà đó chỉ là những ham muốn thể xác đơn thuần. Nó hình thành giống như một thói quen được sở hữu trước đây, các bạn ạ. Yếu tố quan trọng thứ hai đó là chủ nghĩa thụ hưởng hoặc khoái lạc. Các bạn thân mến, nỗi đau chia tay thường vơi đi hoàn toàn sau khoảng thời gian là 6 tháng. Tất nhiên là có những người đau khổ dài hơn tùy vào mức độ thân mật của mối quan hệ trước đó. Và trong cái khoảng thời gian 6 tháng trở lại sau khi chia tay thì người ta xác định rằng đó là khoảng thời gian mà phụ nữ dễ dàng lên giường với bạn trai cũ nhất. Vì sao lại như vậy? Bởi vì tâm lý phụ nữ trong thời gian này khá là nặng nề. Việc quan hệ gần gũi về mặt thể xác với bạn trai cũ sẽ giúp ích rất lớn trong cái việc cân bằng tâm lý của phụ nữ. Khi quan hệ thể xác, phụ nữ sẽ đạt được một trong những một quan hệ thỏa mãn giữa tình yêu và tình dục. Nó làm cho hành vi lên giường với bạn trai cũ của phụ nữ phù hợp với cái cảm giác của họ sau khi chia tay. Đây được gọi là phương pháp chữa trị cảm xúc sau khi chia tay. Phụ nữ có xu hướng tìm hơi ấm từ bạn trai cũ. Dù nó không còn được trọn vẹn, nhưng nó làm giảm đi nỗi đau tâm lý.
đây không phải là tình yêu, mà chỉ là sử dụng kết quả của sự thỏa mãn về thể xác để đánh lạc hướng cảm xúc hụt hẫng, đau khổ khi mà chia tay mà thôi các bạn nhé. Và nhớ là phụ nữ thường sử dụng nó trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng đầu tiên sau khi mối quan hệ với bạn trai cũ chấm dứt. Yếu tố thứ 3 là sự mâu thuẫn yêu ghét. Phụ nữ thường không tin vào lời chia tay đầu tiên, thậm chí là không tin vào quyết định của đàn ông. Và họ luôn muốn tìm sự xác nhận rằng mối quan hệ đã kết thúc. Do đó, khi người đàn ông mời gọi hoặc dụ dỗ lên giường, thì dù trước đó họ có bị người đàn ông đối xử tàn nhẫn, tệ bạc, thì họ vẫn chấp nhận quan hệ ân ái. Đa số phụ nữ đều không biết mình thực sự muốn gì khi vẫn lên giường và quan hệ ân ái với bạn trai cũ. Đàn ông thường hay hiểu nhầm rằng phụ nữ còn yêu mình, hoặc là bị ràng buộc, bị kiểm soát bởi những cái đam mê thể xác. Điều này có thể đúng trong một số hoàn cảnh và một số người, chứ không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người. Có một sự thật rằng, trước khi chưa chia tay, nếu đời sống tình dục đạt thỏa mãn, thường khiến cho phụ nữ khó quên được. Cơ thể phụ nữ bị lệ thuộc vào một thói quen, và khi chia tay thì họ vẫn còn thèm khát những cái cảm giác đó. Nhưng nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn sau khi chia tay thôi, chứ không kéo dài. Nếu đã chia tay sau một năm thì rất ít phụ nữ sẵn sàng lên giường với bạn trai cũ. Ngoài ba yếu tố như mình vừa chia sẻ thì còn có một số lý do khác khiến cho phụ nữ vẫn chấp nhận quan hệ tình dục với người yêu cũ. Ví dụ đầu tiên là khi phụ nữ say. Ở trạng thái say rượu, phụ nữ trở nên mềm yếu nhất và họ cũng nghĩ về quá khứ nhiều nhất. Nếu mối quan hệ trước đó có nhiều kỷ niệm đẹp, thì khi say, phụ nữ sẽ tưởng tượng về nó nhiều hơn. Và họ cũng sẵn sàng để lên giường với bạn trai cũ như một cách để hồi tưởng lại những cái điều tốt đẹp đã từng trải qua với người đàn ông đó. Ví dụ thứ hai là phụ nữ lên giường với bạn trai cũ như một lời tạm biệt cuối cùng. Có nhiều phụ nữ chấp nhận quan hệ với người yêu cũ như một lời từ biệt. Điều này có thể xảy ra nếu như hai người gặp nhau ngay sau cuộc chia tay, và phụ nữ họ cũng muốn để lại một dấu ấn hoặc kỷ niệm cuối cùng với bạn trai cũ. Ví dụ thứ ba, đó là phụ nữ vẫn nghĩ người yêu cũ là đối tượng quan hệ tình dục an toàn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, xét cho cùng thì việc ham muốn giữa đàn ông và phụ nữ là như nhau. Đàn ông khi chia tay thường tìm một bạn tình khác, một phụ nữ khác. Nhưng phụ nữ thì có xu hướng ngược lại. Sau khi chia tay, nếu có ham muốn, phụ nữ thường cho rằng bạn trai cũ là đối tượng an toàn nhất để họ giải tỏa. Bởi vì dù sao thì họ đã quen với cơ thể bạn trai cũ, quen với những cái hành vi tình dục, và nó có phần an toàn hơn với những đối tượng xa lạ. Các bạn thân mến, như vậy là có rất nhiều nguyên nhân, lý do khác nhau, kể cả tâm lý lẫn hoàn cảnh, khiến cho phụ nữ dù đã chia tay nhưng vẫn lên giường với bạn trai cũ. Nhưng tất cả đều phản ánh sự thiệt thòi của phụ nữ sau khi chia tay là như thế nào, đúng không ạ? Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại!